Anh rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Có Hẹn cùng HTVC. Chương trình được phát sóng vào lúc 16:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTVC Thuần Việt và các kênh của dịch vụ truyền hình HTVC. Và nhân vật mà chúng ta được gặp gỡ ngày hôm nay là một nữ nghệ sĩ được khán giả ưu ái đặt cho danh hiệu là mẹ chồng quốc dân, bởi vì sự hóa thân rất là đa dạng hình ảnh mẹ chồng trong hàng loạt bộ phim truyền hình được nhiều khán giả biết đến. Và chúng ta sẽ cùng đón xem cô là ai trong phần giới thiệu ngay sau đây nhé. Diễn viên Ngân Quỳnh sinh năm 1966 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương. Năm 1997, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đạt giải 3 tiếng hát phát thanh truyền hình toàn quốc tại Hà Nội. Thời cải lương gặp nhiều khó khăn, Ngân Quỳnh chuyển sang nhạc nhẹ rồi đóng phim. Nhờ lối diễn có chiều sâu và rất tự nhiên, Ngân Quỳnh đã lôi cuốn sự chú ý của khán giả qua nhiều dạng vai khác nhau trong các bộ phim truyền hình của HTV như Trẻ con kiếp này, Muôn kiểu làm dâu, Bố là tất cả. Quỳnh rất hân hạnh được gặp mấy anh cũng như là quý vị khán giả đang xem đài. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô Ngân Quỳnh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Có lẽ là quý vị khán giả cũng đã rất quen thuộc với cô Ngân Quỳnh trong các bộ phim truyền hình rồi. Và trong thời gian gần đây có thể nói là giai đoạn mà cô tỏa sáng nhất. Thật ra thì so với các đồng nghiệp thì cô thành công khá muộn. Cô nghĩ sao về điều này ạ? Nó giống như một cái giấc mơ vậy đó. Dạ. Mà cái giấc mơ mình đã được thực hiện. Thì cái niềm mơ ước này cũng giống như là người ta gọi là năng lượng vũ trụ vậy. Thì cái cuộc đời làm nghệ thuật của cô Quỳnh rất là chông gai. Yeah. Khi còn nhỏ đó thì cô Quỳnh theo mẹ vào cái bộ môn nghệ thuật cải lương. Thì lúc đó cũng rất là tỏa sáng. Nhưng mà mình hát ở chi tỉnh đó, cho nên là không có ai biết. Không ai biết cô Quỳnh hết. Cô Quỳnh nổi tiếng cải lương từ lúc 17 tuổi. Yeah. Đi đoàn cải lương Tiền Giang. Diễn từ Nam ra Bắc mà hầu như là diễn nơi nào cũng được khán giả người ta yêu mến một cách rất là nồng nhiệt. Thì lúc đó trong đầu mình cứ nghĩ, mình sẽ là một ngôi sao cải lương đây. Mà không phải mình nghĩ đâu, tất cả cô chú bác trong đoàn cũng như là ngoài đoàn ai cũng đều có một cái dự đoán là cô Quỳnh sẽ nổi tiếng trong nay mai. Yeah. Nhưng mà đâu có ngờ, cuộc đời không bao giờ nói trước được hết. Lúc bấy giờ thì cô Quỳnh muốn lên thành phố để mình được nổi tiếng hơn. Tại vì thành phố có báo đài. Dễ đưa tên tuổi mình lên lắm. Chứ còn nếu mình ở dưới tỉnh thì mãi mãi mình vẫn là một cái ngôi sao dưới tỉnh thôi. Lúc đó có tham vọng là như vậy. Là người mà ai cũng nuôi cái tham vọng như vậy. Cô Quỳnh nhảy vô cái đoàn văn nghệ của công an thành phố Hồ Chí Minh. Đó là BX15 đó. Thì hoạt động đâu được một năm thì cô Quỳnh mới ra ngoài Huế. Thì vì ngoài Huế có cái đoàn cải lương ngoài đó, thì cô Quỳnh đi với mẹ luôn. Đi với mẹ ra ngoài thì vừa phát triển cái nghề mình nè, thì cũng vừa là có một cái thu nhập cao để mình về mình tậu một chiếc xe Honda để mình chạy xô. Nhưng mà đâu có ngờ đi ra ngoài kia cái cô Quỳnh gặp được tình yêu của mình là chính là ông xã của cô hiện giờ. Vào năm 21 tuổi, cái mối tình của mình không được cha mẹ ủng hộ, không được mẹ ủng hộ. Thế là cô Quỳnh phải trốn theo ông xã ở ngoài đó luôn. Ở tưởng tượng đi 11 năm thì nó qua rồi cái khoảng thanh xuân của mình. Qua rồi cái khoảng tuổi làm nghề. Tại vì diễn viên muốn nổi tiếng là khoảng từ năm 18 tuổi. Đó, 18, 17, 18 tuổi. Khi vào nghề lúc đó mình vừa học vừa hành. Khi mà đến cái độ chín mùi rồi, nổi tiếng là vào năm 25 tuổi. Nó đầy đủ yếu tố hết. Đó, nó có một cái bề dày, gọi là bề dày nghệ thuật đó, thì mình mới nổi tiếng được. Nhưng mà tới năm 31 tuổi thì làm sao mà nổi đây? Thì lúc đó là cô Quỳnh cũng còn đi bên cải lương, nhưng mà cảm thấy là cái nghệ mình lúc đó bị mai một, là vì ở ngoài Huế không có hoạt động được. Thứ nhất, thứ hai nữa là cô Quỳnh cũng có con, thì mình đem con á đi đoàn cải lương rày đây mai đó, nó sẽ bị giống như là cái sức khỏe của bé nó không được tốt. Cho nên cô phải bắt buộc mình phải ở ngay tại nhà để giữ gìn sức khỏe cho con. Thì ở tại nhà thì làm sao mình hoạt động cải lương, chỉ có môn chuyển qua bên ca nhạc thôi. Chuyển qua ca nhạc thì mình có thể chạy xô vòng vòng chung quanh thành phố, thì mình đảm bảo được sức khỏe cho con mà có được cái tài chính để lo cho gia đình nữa. Có thể nói là con đường nghệ thuật của cô rất là trung chuyên. Vào cái đỉnh điểm mà cô Quỳnh thích nhất là cái năm cô đoạt được giải ba. Giải ba tiếng hát phát thanh truyền hình toàn quốc. Đúng rồi. Ở Hà Nội đúng không? Đúng rồi. Năm 97 con cũng có tìm hiểu. Đúng rồi. Thì bởi vậy mới thấy được là cô quá kiên trì, mặc dù nó rất là nhiều trở ngại khó khăn. Thì cũng có người nói là những nghệ sĩ mà thành công sớm á, thì ít nhiều gì là nó có sự may mắn. Nhưng mà những nghệ sĩ mà thành công muộn thì
rất là đáng nể phục, vì đó là ở đó có sự kiên trì nè, rồi cũng ít nhiều là sẽ có được chuyên môn rất là giỏi và có sự ưu tú. Thì cô có nghĩ như vậy không cô? Cô nghĩ như vậy. Nếu mà diễn viên đâu phải ai cũng may mắn như ai, đâu cũng phải ai mà giống như là được sanh ra và có được một cái cơ hội ngay lập tức đâu, không có. Phải bước qua nhiều bước rất là thăng trầm. Điển hình như cô thì cô cũng đang kể về cái bước đường nghệ thuật của mình đó. Trong cái năm mà 97 thì cô cũng được ở bên trường nhạc người ta cử đi, thì cô Quỳnh nói ok, mình cứ thử đi, trong cuộc đời của mình không thử là không được. Cái gì cũng vậy, mình cũng sợ trong gai thì làm sao mình bước đi được. Thì trước khi mà đi ra thi tiếng hát phát thanh truyền hình toàn quốc đó, thì cô Quỳnh có đi học luyện thanh, cũng giống như là nhã chữ ở trong trường trường nhạc Huế, do thầy tiến sĩ Lô Thanh dạy cho cô Quỳnh, dạy được 4 tháng để mình lấy được kinh nghiệm để mình đi thi cho nó tốt hơn. Nói cho cùng thì mình có cái khiếu rồi, nhưng mà về cái cơ bản mình cũng phải học. Thì cô Quỳnh thấy cái điều đó là cái điều tốt, không có gì mắc cỡ và cũng không có cái gì mà làm cho mình phải ngại hết. Cô Quỳnh đi học liền, thì y như rằng là kết quả những cái mà mình học tập được thì mình áp dụng, nó đứng trên sân khấu, nó hoàn toàn làm cho mình làm chủ tình hình trên sân khấu. Thì cô Quỳnh đạt được cái giải ba. Nói chung là cái năm đó mình cảm thấy rất là vui khi những cái gì mà mình mơ ước và mình đã thực hiện được. Như là cô cũng đã chia sẻ thì cô đã từng là nghệ sĩ cải lương rồi ca sĩ, và cô thành công nhất là trong lĩnh vực phim ảnh. Vậy thì cho hỏi nha, không biết là cô thích lĩnh vực nào nhất ạ? Cô hơi bị tham. Thường thường ta nói là nhất nghệ tinh thì nhất thân vinh. Nhưng mà đối với cô thì cô ba bộ môn đó cô đều thích hết. Vì hồi nhỏ đó cải lương là cái máu trong người mình rồi, là dòng họ ba đời để lại, cái đó là không phủ nhận. Cái đó là gọi là cái năng khiếu có sẵn trong người mình. Và cái ca nhạc đó là tụi nó thích từ hồi nhỏ lần, cô thích lắm và mơ ước mình sẽ trở thành là một ca sĩ. Nhưng mà mẹ là không cho, mẹ nói không có được, con bây giờ con đi qua bên ca nhạc thì ai đi theo để mà giữ con đây, thứ hai là không ai chăm sóc, không ai lo lắng. Thì mẹ nói bây giờ mẹ đang đi cải lương thì con phải đi theo cải lương để mẹ có cái mẹ chăm sóc con, để mẹ lo lắng và mẹ canh giữ con được, chứ con cũng đi ca nhạc mẹ đâu có biết ca nhạc đâu. Mẹ đâu có giữ con được, là lo cho con gái đó. Đúng rồi, đó là cái hoàn cảnh bắt buộc mình phải đi bên cải lương thôi. Thì cải lương cũng thích mà ca nhạc là niềm đam mê. Và điện ảnh đó là một cái bước ngoặt bắt buộc mình phải đi theo, là vì mình yêu nghệ thuật. Nhưng cái năm mà cô 40 mấy tuổi rồi, lúc mình lớn tuổi rồi, mình không thể nào theo bên ca nhạc được, vì bên ca nhạc lúc đó mình chỉ kiếm tiền thôi chứ mình không có danh. Đúng rồi, kiếm tiền. Lúc đó cô ở về Sài Gòn cô chạy show kinh khủng lắm. Đó là cái khoản mình kiếm tiền bên ca nhạc. Đó là mưu sinh. Nhưng mà nói về cái để mà để khẳng định mình có tên tuổi đó, là nó như thế này. Trong một lần cô đi chơi với lại ca sĩ Hồng Ngọc, đi chơi với ca sĩ Thu Minh, Phương Thanh, rồi đi diễn ở bên châu Âu, thì cái hào quang đó để cho mình phải tuổi nó như thế này nè. Khi mà khán giả bu lại thì khán giả chỉ chụp hình mấy bạn kia. Và các khán giả bỏ rơi mình sang một bên. Và có một lần thì cô cũng mang cái đồ bớt rất là đẹp, có một khán giả nói cô dừng lại cho con chụp hình, nhưng con chỉ chụp hình cái đồ bớt của cô thôi, không chụp hình cái mặt của cô. Thì ra cô ấy chỉ thích đồ bớt của mình thôi. Và khán giả bu lại, thấy là lúc đó cô cũng mignon lắm, tóc vàng này nọ, thì khán giả bu lại xin chụp hình. Mình mới ngạc nhiên, ở bên châu Âu á, mình nghĩ tại sao lại chụp hình mình dữ vậy ta, trong khi mình không có tên tuổi. Thì mình hỏi lại, các con ơi, các con muốn chụp hình cô hay là chụp hình Mỹ Tâm? Cô không phải là Mỹ Tâm à? Không, cô là Ngân Quỳnh. Thế là khoảng chừng 20 khán giả bỏ cô một cái ào. Có nghĩa là thì làm nhầm. Không nghĩ là mình là tưởng cô là Mỹ Tâm không à. Bỏ xong cái ào sang, bỏ đi hết, không có một người nào đứng lại chụp hình mình luôn. Rất là buồn. Tại vì trong cái khoảng đời làm nghệ thuật của mình, nói cho cùng, khi mình muốn kiếm tiền thì trước đó mình phải nổi danh. Và khi mình có tiền rồi thì mình không có một cái danh nào đó, mình rất là buồn. Có nhiều người nói tại sao mình hám danh vậy?
trong cuộc đời làm nghề mình phải có một cái dấu mốc, phải có một cái gì đó để đánh dấu lại mình là cái trong cái khoảng đời làm nghệ thuật mình rất là cực khổ. Và khi mình được có đánh dấu một cái gì đó, được sự yêu mến của khán giả, đầu tiên mình nói cái sự yêu mến của khán giả đi. Đó là cái niềm hạnh phúc lớn của mình. Chứ mình phải cái từ hám danh đó là cái chữ hám nó nghe nó hơi khó chịu, nó hơi một chút. Tiêu cực đúng không ạ? Hơi tiêu cực, nhưng phải gọi là mình phải có cái gì đó trong nằm trong lòng khán giả. Khán giả yêu mến mình, đó là một cái sự hạnh phúc to lớn của mình. Hạnh diện. Cho giàu cực cũng được. Cho giàu trong bước đường nghệ thuật của mình, mình cực cũng được, mình cũng lăn lộn. Đó là cái nghề làm phim của cô Quỳnh hiện tại. Rất cực. Rất cực hơn so với đi ca nhạc rất là nhiều. Ca nhạc thì mình 15 phút. Mình tới mình hát xong mình 15 phút, 15 phút, 15 phút. Cái giờ giấc của mình cảm thấy mình có giờ giấc để nghỉ ngơi. Nhưng cái nghề hiện tại của cô Quỳnh là nghề diễn viên. Cực lắm. Quay có khi là quay tới sáng. Có nhiều bộ phim, nhiều cái vai mình phải lăn lóc như vậy thì nó mới thành công. Nhưng mà sau cái sự cực khổ đó, là được sự đón nhận của khán giả, mình cảm thấy nó giá trị và nó rất là hạnh phúc. Và cô cũng đã chia sẻ là có một bước ngoặt để cô chuyển từ ca nhạc sang điện ảnh, thì cô chia sẻ về bước ngoặt đó được không cô? Cô nói một cái cơ duyên rất là hay. Là cô một đêm nọ cô Quỳnh bị mất ngủ. Xong cô Quỳnh theo dõi một bộ phim truyền hình, phim Việt Nam của mình á, thì cô Quỳnh mới thấy thích quá. Cô Quỳnh nói có khi nào mình nhảy qua mình đóng phim không ta? Mình rất thích đóng, nhưng mà bây giờ mình lớn tuổi mình đóng cái gì? Không lẽ như mình đóng mấy cô trẻ trẻ theo cũng được. Thôi mình đóng vô vai mẹ cũng được. Mẹ giữ mẹ hiền gì, miễn sao một cái nhân vật hay trên phim, để mình có được một cái, mình có được một cái tên. Một mình lấy lại những cái hoài bão của mình. Thì cô mơ chỉ mơ ước thôi. Thì cô nghĩ là những cái mơ ước của mình nó giống như cái năng lượng vũ trụ vậy đó. Những cái năng lượng tốt thì lập tức sẽ có ngay cái ước mơ đến cho mình. Thì lúc đó cô đi hát thì cô mới gặp được Thanh Phương. Thì Thanh Phương mới rủ: chị Quỳnh ơi, sắp tới em ra trường, em có cái bộ phim này mà em là tác giả luôn, chị Quỳnh đóng phim không, chơi không? Nói thích lắm, nhưng mà chị có đi cast rồi một hai phim nó rớt hoài. Không hiểu sao chưa có duyên. Cast phim thôi, bây giờ em làm cái phim này em không cho chị Quỳnh cast luôn, em đưa chị Quỳnh hẳn cho phim luôn. Thì chị Quỳnh có cái gì thiếu sót thì đạo diễn người ta sẽ chỉ cho mình. Đó là cái cơ duyên mà bước ngoặt của bước qua phim là như vậy. Và trong rất là nhiều bộ phim mà cô Quỳnh đã tham gia, thì cô thấy là bộ phim nào để lại cho cô dấu ấn nhiều nhất ạ? Cái bộ phim Về Nhà Đi Con. Rồi sau này có những bộ phim xưa mấy bộ phim. Gần đây nhất là bộ phim Mẹ Trùm. Mà hầu như là đối với cô Quỳnh, bộ phim nào cô Quỳnh cũng thích. Là khi mình vào nhân vật vai mẹ rồi thì ít hay nhiều gì cũng phải mang lại những cái dấu ấn. Cái vai của mình phải nên thể hiện việc mình là những vai mẹ, vai cha, là những vai thế hệ đi trước. Nó phải tạo nên cái gì đó để hướng dẫn cho cái thế hệ đi sau. Cho nên đối với cô Quỳnh là những phân đoạn nào cũng là phân đoạn tâm lý, cũng là phân đoạn đinh nết. Càng lúc cô Quỳnh cũng cảm thấy là mình phải nên cố gắng hơn, hoàn thiện cái vai diễn của mình hơn, để không có đem lại sự thất vọng cho khán giả cũng như là đạo diễn của mình. Quả thật là bản thân Mai Anh cảm thấy rất là ấn tượng với vai bà Cẩm đúng không ạ? Trong vai bà Cẩm Mẹ Trùm do TFS sản xuất. Thì đây là một cái bộ phim mà rất là nhiều cảnh hành động. Thì chắc là cô phải tập luyện nhiều lắm để tham gia phim này đúng không ạ? Tại vì con thấy là cô là một người rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Nhưng mà bà Cẩm là hoàn toàn khác luôn. Cũng may là hồi nhỏ cô cũng đã tập qua một cái lớp võ thuật. Nhỏ cô thích lắm. Hồi nhỏ đúng là mình có cái bản tánh rất là tăng động, chứ không phải là năng động nữa. Đó, tập võ nó bị đá vô trong cái trán của nó móp ngang lỗ nè. Là đó là tập võ đó. Bị chấn cái gót vô đây là xịt máu cam. Thì cái cơ bản là mình đã có cái võ trong người mình rồi. Thì khi mà nhận vai thì lúc đầu thì cô cũng từ chối năm tập đầu. Tại vì cô sợ là mình lớn tuổi nó không thích hợp với năm tập đầu.
thì cô cũng có nói với đạo diễn là đạo diễn ơi, có thể em cho 5 tập đầu á vào một cái nhân vật khác được không? Tại vì chị sợ nếu 5 tập đầu chị sẽ vào cái vai đó thì chị sợ khán giả người ta sẽ nhìn vào đó, ui cô Ngân Quỳnh lớn tuổi quá, tự nhiên vô cái vai này nó khó chịu, yeah. cô sợ nó không hiệu quả. Nhưng khi đạo diễn nó không sao đâu chị, không phải một mình 5 tập đầu của chị đâu, mà 5 tập đầu nó có những em nhỏ nữa, những cháu nhỏ đó rất là diễn rất là giỏi, cho nên chị yên tâm. Chị sợ sức khỏe của chị nữa. Không, chị cứ tập, bây giờ 5 tập đầu em sẽ cố gắng cho cascader thế chị những cái cảnh mà chị chạy để cho chị đỡ mệt. Dạ. Nhưng mà khi vào vai rồi thì những cái cảnh chạy nhảy, những cái cảnh hành động của cô thì đã được đạo diễn lấy hết. Dạ. Là vì nó hợp lý và nó cũng đẹp, có nghĩa nó không có bị lỗi. Dạ. Cho nên được lấy hết. Nhưng mà khi vô vai rồi thì lúc đó không có nghĩ là mình già nữa, mà cứ nghĩ rằng là mình phải cố gắng hết sức có thể, thì lúc đó tự nhiên nó vượt qua hết. Wow, yeah. Nhưng mà sau khi đóng về rồi tim bị đập quá trời, là mình lớn tuổi á, yeah. Cô cũng ít có tập thể dục, cho nên là cái vận hành của mình nó cũng quá sức với mình. Dạ, yeah. Yeah, không phải nói là tụi con rất là nể cô Ngân Quỳnh nha. Tại vì trong phim đó là rất là nhiều cảnh hành động mà thì như là cô cũng đã chia sẻ, cô lớn tuổi nhưng mà cô vẫn tham gia rất là nhiệt tình. Và cô ngày hôm nay thì con ngồi bên cạnh để có thể trò chuyện với cô cũng cảm nhận được cái năng lượng và đam mê nhiệt huyết của cô luôn. Dạ, yeah, thì đây là một điều mà các bạn trẻ sẽ phải học hỏi rất là nhiều. Và không biết là có câu chuyện, có kỷ niệm gì trong một phim Mẹ Trùm cô có thể chia sẻ được không cô, trong quá trình tham gia phim á? Trời ơi, nói về cái phim Mẹ Trùm này rất là cực luôn, yeah. Là vì hiện tại đài của mình á, chỉ quay một máy. Là vì quay một máy nó rất là đẹp, nó sẽ nhưng mà nó lấy nhiều góc, rất là nhiều góc. Và trong cái nhiều góc đó chúng ta phải làm sao những cái động tác, những cái gì nó phải đúng, gọi là đúng với rắc co đó, yeah. Thì cái cảnh quay mà sinh nhật của gia đình cô á, sinh nhật của trường đó, thì cảnh quay nó 2 ngày 2 đêm. Hầu như là đồ ăn ở trên bàn á, nó bị có mùi hết rồi, yeah. Nhưng mà bắt buộc phải giữ rắc co, yeah. Đó là cái kỷ niệm mà cô vui nhất, yeah. Là vừa giữ rắc co mà phải giữ cái mặt mình làm sao để cho đừng có bị cái mùi nó bay lên á. Thì diễn viên á, ai cũng vậy, cũng giống như cô Quỳnh, tất cả những diễn viên trong phim Mẹ Trùm đều phải rất là gian khổ. Những cái cảnh mà cô quay ở trong tù cũng vậy nữa, yeah. Hầu như trong tù là mình quay ở cái đó là cái khu di tích ở dưới Cần Thơ, thì phải nằm dưới đất hết. Rồi những cái cảnh mà nằm dưới đất rồi lăn lộn ẩm mốc, khi mà quay cảnh nó xong là về bị cảm luôn, tại những, yeah. Trong tù đó là ẩm mốc á, thì rồi những cái cảnh mà lăn lê bò lết ở ngoài, cái cảnh lao động, yeah. Lao động ở ngoài sân tù á, sân những cái ruộng khoai mì khoai lang gì đó, yeah. Đó, những cảnh trốn tù cũng vậy nữa, lăn lộn dưới bùn dưới sình, wow. Cực, yeah. Cực quá. Rồi những cái cảnh khóc lóc nữa, phải nuôi tâm lý cho kỹ, tại vì quay rất là nhiều góc, yeah. Nếu mình nuôi tâm lý không kỹ nó sẽ bị rớt đó. Thì khi chẳng những đóng rồi về tới lòng tiếng, yeah. Lòng tiếng khóc thêm đợt 2 nữa, oh. Là vì có những cái cảnh rất là xúc động, yeah. Khóc trong phòng lồng tiếng luôn, yeah. Rồi cô Quỳnh thấy những cái cảnh của mình đóng, cô Quỳnh mới ngồi nhớ lại cực khổ nhưng mà nó rất là vui, yeah. Nó có một cái giá trị nghệ thuật rất cao, yeah. Thì cô Quỳnh muốn gửi cái thông điệp này đến cho các diễn viên trẻ, các diễn viên đã và đang theo nghề, có những bạn rất là yêu cái nghề của mình nhưng mà không đạt được cái kỳ vọng, bỏ ngang nửa chừng, rồi sau đó thì đi làm sang một cái nghề khác nhưng mà rất là yêu nghệ thuật. Cô Quỳnh cũng đã gặp những người bạn của mình rồi, yeah. Những người bạn hiện tại đang kinh doanh, và những người bạn cũng nói chứ trời bà ơi, tôi rất là yêu cái nghề của mình nhưng mà thật sự tôi đeo không nổi, cho nên tôi bỏ ngang nửa chừng. Nên bây giờ theo nhìn thấy các bạn đóng ở trên TV á, mình muốn lắm, mình thích lắm nhưng mà mình không có làm được á, yeah. Cái buồn nằm đêm gác tay tráng, tại sao mình không làm được. Yeah. Mặc dù hiện tại giờ có được cái cơ ngơi, có được những cái cơ hội, những cái tiền bạc, nhưng cái niềm đam mê nghệ thuật vẫn còn trong, cái lửa nghệ vẫn còn nằm trong người. Thì Ngân Quỳnh muốn gửi thông điệp đến cho các bạn trẻ đã và đang đi nghề, là không, nếu mình đã yêu nghề rồi thì chúng ta phải nuôi cái lửa nghề này. Nếu chúng ta không có được cái cơ hội này, chúng ta sẽ
gặp được những cái cơ hội khác. Dạ. Nếu như chúng ta yêu nghề thì sẽ được có được những cái ước muốn, cái ước muốn đến với mình. Dạ. Gọi là cái năng lượng vũ trụ. Dạ, và quả thật là như vậy. Vì con thấy là cô là một trong số ít những nghệ sĩ mà tham gia những bộ phim truyền hình ở cả hai miền Nam Bắc được rất là nhiều khán giả ủng hộ. Như vậy thì cô có thể chia sẻ là làm sao cô làm được điều đó, và cô thấy là thị hiếu của khán giả hai miền nó có khác nhau không ạ? Cô nghĩ là giữa hai miền không có khác nhau cái gì đâu. Dạ. Rất là giống nhau. Trong cái nghệ thuật này chúng ta không nên dễ dàng đối với nó quá. Dạ. Chúng ta phải khắc khe lấy chính mình. Trước khi sợ khắc khe bên ngoài thì chúng ta phải khắc khe lấy mình. Đầu tiên có những cái nhân vật ngày xưa cô mới bước vô nghề, cô cứ nghĩ rằng ôi thôi kệ, mình cho qua đi, mình đóng vai mẹ mà. Miễn sao mình diễn giận giận, buồn buồn, vui vui, ai bảo gì mình làm nấy. Hoàn toàn không. Là mình phải định hình cái nhân vật của mình. Yeah. Đầu tiên là phục trang, tóc tai và cái lối diễn của mình. Mình phải biết cái nhân vật của mình. Mình phải tạo hình làm sao để cho khán giả đầu tiên nhìn vào, ui, đây là một cái người mẹ không đàng hoàng. Như cái phim Gạo Nếp Gạo Tẻ đó. Yeah. Đầu tiên là cô phải chọn những cái bộ phục trang. Thì cái vai trong Gạo Nếp Gạo Tẻ đó là cái người phụ nữ ăn mặc rất là màu mè, tóc tai khi nào cũng vậy, rất là như cái ổ quạ vậy đó. Yeah. Rồi cái cách make up son phấn cũng vậy, nó rất là nhìn vào nó như giống như một con két vậy đó. Yeah. Rồi cái tính cách cũng vậy, nó ăn uống. Thì đầu tiên cô cũng nói, cô đề nghị với lại đạo diễn là con cho cô cái bộ cái bao đậu phộng đi. Dạ. Đầu tiên cô đang ngồi chờ á, cô ăn đậu phộng ở công viên á, vứt rác xuống đất. Dạ, con còn nhớ cảnh đó luôn. Đúng đó. Rồi, đạo diễn ok chị, đầu tiên bước chân vô giới thiệu nhân vật thì phải cho khán giả nhìn, ô thì ra cái bà này, bà là một cái người phụ nữ ăn uống không có giữ ý tứ gì đó, vứt rác ra. Dạ. Rồi ngồi nói chuyện mà ăn không có giữ ý tứ, đó là cái nhân vật đầu tiên là mình phải nghiên cứu. Từ cái tạo hình và từ cái tích tắc ánh mắt. Và có những người phụ nữ họ bề ngoài họ rất là chỉnh chu, nhưng bên trong cái nội tâm của họ là một cái người phụ nữ ác độc. Thì mình phải để ý mình cái dấu muối ngay lúc đầu. Yeah. Là đánh lạc hướng khán giả, đó là chuyện khác. Nhưng những người phụ nữ tạo cho khán giả biết ngay cái tính cách của họ như vậy thì mình phải tạo hình. Yeah. Ngay cái mái tóc cũng vậy nữa. Hôm là về nhà đi con thì Ngân Quỳnh, cô Quỳnh á, xem cái nhân vật của mình là một người phụ nữ nền nã, người phụ nữ miền Nam như thế nào thế nào, là cô Quỳnh đặt mua cái mái tóc đó bên Hàn Quốc. Cái yeah. mái tóc mái, làm sao tạo cho cái mái tóc nó sang trọng nền nã. Cái phục trang cũng vậy. Trước đó thì cô Quỳnh cũng nói như con vậy đó. Cô Quỳnh cũng nghĩ là mình không chú ý gì cái nhân vật của như thế nào, là nhất là về phục trang. Cứ mặc đùa mặc đại, sau khi lên hình rồi thì mình hối hận, mình ân hận lắm. Cả đêm cô Quỳnh, gần mấy đêm cô Quỳnh ngủ không được với một cái lời nói của một cô bé sản xuất. Bây giờ mình cũng mang ơn cô bé rất là nhiều. Bé nói, chị Quỳnh ơi, cái vai này em thấy chị Quỳnh diễn nó tốt á, nhưng chị Quỳnh nhìn đi, cái cách mà chị Quỳnh chọn phục trang á, chị Quỳnh làm tóc á, yeah. em thấy chị Quỳnh bị mất hết 50% điểm trong cái nhân vật này. Thành ra em thấy rất là tầm thường. Cái vai của chị nó không được nhấn mạnh trong phim này. Cho nên lần sau chị Quỳnh chú ý về vấn đề phục trang giùm em. Yeah. Bởi vì trong trước khi một bộ phim là đạo diễn người ta rất là kỹ càng những cái fitting cái nhân vật của mình á. Yeah. Để coi cái bộ đồ, cái trang phục cho tới cái cách diễn của mình nó có đúng với cái nhân vật chưa. Yeah. Cho nên đối với cô Quỳnh á, cái nghề của mình là học hoài học mãi, không thể nào dừng tại đây được. Ngày hôm nay là cô đã mở lòng chia sẻ với chương trình. Và con không biết nói gì hơn nữa, chúc cô có thật nhiều sức khỏe để sắp tới để được thấy cô Ngân Quỳnh trong nhiều vai diễn hơn nữa cô nha. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Ngân Quỳnh, cô Quỳnh hôm nay cô Quỳnh cũng rất vui khi mà được trò chuyện cùng con và trải lòng cùng với khán giả. Thì giống như cô nói đó, cô rất thích những cái cuộc talk show như thế này. Yeah. Để khán giả hiểu được về mình cũng như hiểu được nghề mình nhiều hơn. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Và quý vị thân mến, khép lại cuộc trò chuyện cùng với diễn viên Ngân Quỳnh, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những chương trình đặc sắc trên các kênh của dịch vụ truyền hình HTVC nhé.
những vở diễn vang bóng một thời. Nay đình đổi tôi phải đem con mà ký thác cho người. Đó là một việc vàng bất đắc dĩ, một cảnh viên là một điều khổ tâm. Những tác phẩm không bao giờ bị lãng quên. Gia đình ly tán, bước đường cùng, má phi đành chấp nối với ba con. Hãy cùng tìm lại chút ký ức xưa vào lúc 10 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh HTVC Thuần Việt. Đằng sau mỗi tấm ảnh ấn tượng đều có một câu chuyện đầy cảm hứng. Nhiếp ảnh gia người Australia Darren Chiu đã dành cả đời mình để lặn biển. Art Wolf đã dành phần lớn cuộc đời mình để chụp ảnh các cộng đồng bộ lạc dễ bị tổn hại nhất trên thế giới. Tôi có thể hiểu thử thách tinh thần mà môn thể thao này đặt ra. Khi chụp ảnh, tôi thường không nghĩ về bất cứ điều gì mà chỉ làm thôi. Những câu chuyện kể bằng ánh sáng. HTVC Gia đình xin trân trọng giới thiệu. Ở bên kia sông á, người ta giàu lắm á. Nói vậy, mày đã qua bển làm cho người ta rồi phải không? Em đừng có bắt con nó thằng tiện làm gì. Đời xưa khác, đời nay khác. Tất cả những phi vụ làm ăn của tôi, tại sao đều rơi vào tay chị hết? Cái đó, ta phải hỏi anh Lê Tuấn chứ. Thằng bấy nhiêu đủ rồi, trả câu cho thật khéo. Nếu để cô không nộp chúng tôi cho công an, giá bao nhiêu? Đón xem Bên Kia Sông phát sóng vào lúc 20 giờ mỗi ngày và phát lại 15 giờ ngày hôm sau, từ 9 tháng 12. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình Có Hẹn cùng HTVC cũng xin phép được khép lại. Đừng quên lịch hẹn còn định kỳ của chúng ta vào lúc 16:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTVC Thuần Việt và trên các kênh của dịch vụ truyền hình HTVC. Còn bây giờ thì Mai Anh và diễn viên Ngân Quỳnh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.